Maria, mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm, vương bao u sâu vẫn vương tâm trông lên kêu cầu. Đây vực sâu thương đau bao hồn đang khấn cầu, mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trong vì bao công ân con mẹ xưa sáng trời chiều chết để xóa tội cho muôn dân. Maria mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm, vương bao u sâu vẫn vương tâm trông lên kêu cầu. Cảm chịu bao thương đau mong đền muôn lối lầm, để Chúa dân đưa về nơi thiên cung. Nhưng nguyện xin Trinh Vương mau dùng thương chữa lành, để Chúa rút bớt thời gian thương đau. Nay còn ai đói hoài tình nghĩa thế gian tựa cơn mây bay. Thưa ta cha, được tin ông Giuse được Chúa gọi về, chúng tôi những người đại diện cho hội đoàn Vero Maria xứ nhà đến đây để chia sẻ cùng tang quyến. Trước hết nguyện xin Chúa an ủi và ban sức mạnh nâng đỡ tinh thần tang gia trong lúc thử thách này. Vẫn biết rằng chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, như lời Thánh Phanxicô khó khăn đã nói. Nhưng con người chúng ta vẫn mang một trái tim nhân loại chất chứa bao tình cảm vui buồn, vẫn có những mối dây thiêng liêng vô hình ràng buộc, nhất là những thành viên trong cùng một gia đình. Bởi thế, sự ra đi của ông Giuse là một thử thách lớn lao, là nỗi buồn vô hạn đối với mỗi phần tử trong gia đình quý vị. Chúng tôi cảm thông và chia sẻ nỗi buồn đang đè nặng trên gia đình quý vị. Xin Chúa tình thương qua lời cầu bầu của Đức Maria ban sức mạnh cho tất cả quý vị. Xin người lau khô mọi giọt lệ trên đôi mắt chúng ta. Giao rồi cho đám ngôi thánh đường
lạy Chúa, Chúa là đấng trong bóng toàn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời. Chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cãi mà nhờ ơn Chúa thì con sẽ lên xa nhìn tội cùng làm việc đền tội cho sân hạ. Đời người an vui như mùa xuân, muôn hoa tươi nở. Để hạ quá nhanh sau mùa thu, héo hôn bao chiều. Đông về giá lạnh, thời gian trôi nhanh. Bao năm qua đi như một đời người. Để sáng hơn con trở về cội nguồn, trở về cát bụi khi còn nghỉ yên, nghỉ ngơi trong lòng đất mẹ. Nguyện Chúa yêu thương mơ lương hai hàng, đưa hồn con về nơi con hằng mơ. Bên Chúa mãi mãi đẹp tươi. Mấy ai dọn hành trăm bước đi, khi lúc không ngờ, không ngờ Chúa gọi ra đi. Cuộc đời dương gian bao lầm lỡ, ai cũng xa nàng. Đó là mình mong ước của tất cả các bạn cùng lớp.
thứ bảy đồng thứ phật hôm nay chúng tôi về đây dâng kính phẩm kinh mong Chúa thứ tha tội lỗi của bạn và bạn được sớm về hướng dẫn Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay đơn thân hạnh này, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ đó nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam chủ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vua cùng dựng nên trời đất. Tôi tin đến Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà hằng xuống thai sinh với bà Maria đồng trinh, chịu nặng đời con phong siêu phi la tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá cây thiên hạ ta xa xuống tổ không. Và bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xem kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin trên Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh đồng công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác và người ngày sau sống lại, tôi tin nào sống phải an vui trong tội Chúa. Sự ra đi của chú là một ước mang lớn cho gia đình, nhưng cũng được an ủi và động viên rất nhiều bởi vì nhìn thấy cái tình cái bạn bè của chúng ta ngày hôm nay. Vì thế cho nên xin quý anh chị cũng thêm lời cầu nguyện cho chú ấy được cháu về hưởng nam thánh Chúa. Và chúng tôi không biết nói gì hơn, một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em đã thương và đến thăm viếng dâng lời ca tiếng hát cầu nguyện cho chú em tôi. Xin hết lòng cảm ơn. Một người thân yêu đã vĩnh viễn ra đi để chia sẻ nỗi buồn của những người thân còn lại. Chúng tôi hai giới gia trưởng và hiền mẫu đến phân ưu cùng gia đình và xin dâng lời cầu nguyện. Nguyện xin Thiên Chúa từ bi và nhân hậu an bài mọi sự có đẹp ý Ngài và ban ơn nhiều cho chúng ta. Mời tăng quyến của cộng đoàn hợp ý chúng tôi hướng về bàn thờ Thiên Chúa của gia đình để cùng dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương tăng biến hồn con, ban xuống cho con hằng ơn chan chứa. Cháu rồi cha đang hồi thánh đường, nguyện xin Chúa ngôi ca đôi nghe lời con thiết tha, từng thương mến ấu của con ngày đêm, ngần thân xác hồn chẳng là nên con trong tay vững vàng. Con niệm Đức Chúa Giêsu,
thì Chúa sẽ ban ơn cho con yếu đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng sẽ với mặt Đức Chúa Trời hương phúc đời đời. Vì Chúa là đấng quen thắng và lòng lành vô cùng, và quan ngươi sự ấy chẳng có lẽ nào sai. Là Thái Sơn cao xa cao xa, là biển đông bao la bao la, như một rừng hoa ngát hương cả bốn mùa. Ôi tình mẹ cha nói lên tình Chúa. Đời chúng con yên vui hân hoan, nhờ mẹ cha gian nan lo toan, trong giọt mồ hôi có vương cả máu hồng, luôn dạy lòng con biết câu mặn nồng. Xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha sáng mãi ước nguyện và với điều phiền trong nắng mai được bình trẻ thơ bé như ngày nào. Xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha sáng mãi ước nguyện và với điều phiền trong năm mai được bình yên. Xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha sáng mãi ước nguyện và với điều phiền trong năm mai được bình yên. Tình thương mê thấm mù con ngày đêm,
Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xô thôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lắm tâm thân tôi. Ôi thân tôi, trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng Chúa con. Đã nghe tiếng con. Mắt tôi tràn chứa dòng lệ thắm ngước trông về Chúa tự nhiên. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn tôi trong cây nơi Chúa vẫn chung kia. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa đã nghe tiếng con. Giữa phong ba khốn cùng ngàn nỗi vẫn luôn thành tín ngợi khen. Nơi trời cao cách xa, ơn người thương tràn hòa sông núi cứu nguy tôi. Ôi thân tôi, trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con lại thẳng đời thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba, đoái nghe lời con thiên ca, tình thương lên âm u con ngày đêm. Về với Ngài vì con đây tội lỗi, về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến. Chúa là tình yêu, là hạnh phúc đích
đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu, là bên bờ an vui. Với Ngài vì con đây tội lỗi, về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến nhiều. Và con và thánh thần, Chúa thánh thần, người đang cho trí hồn con ơn biết hôn hoàng thì theo chân lý, gia đình đang lối luôn chúng thần. Nguyện xin Chúa ngôi ban tôi nghe lời con thiết tha. Bên ấm tu con ngày đêm, nhằm thân xác hồn tràn lan ơn thiên. Chúa có tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Có lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người. Nhiều năm chịu chết mà chúa tôi cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng ta điều hồi thân dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng. Ta ban điểm cho hồi thân. Amen. Xin xót thương con dưới hơi vực sâu, từ trong gian chân hồn con thánh cầu. Xin xót thương con, lạy Ngài, xin xót thương con vừa lời cô sầu. Còn giờ con đây theo người trong chất, mà con bao năm để làm con mắt. Vì Chúa thương thần, con tin thần thôi, thần thần thương người thần. Xin dâng lên Ngài những linh hồn lìa đời, mong tìm về quê hương mới. Đây linh hồn người thân, đây linh hồn bà
bạn bè dâng lên Ngài xin thương lắng nghe. Cùng với bánh niên diều nho, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chớ chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Với tấm bánh chén diều kết tinh từ cuộc đời, con thành tâm dâng hy lễ. Đây muôn vạn lời kinh, đây lao nhọc đời mình dâng lên Ngài xin thương du tình. Cùng với bánh miên diều nho, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chớ chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Dâng lên Ngài những linh hồn lìa đời mong tìm về quê hương mới. Đây linh hồn người thân, đây linh hồn bạn bè dâng lên Ngài xin thương lắng nghe. Cùng với bánh miên diều nho, con xin dâng ngàn hy sinh để thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chớ chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Cùng với bánh miên diệu nho, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chớ chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Với bánh miên diệu nho, con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình. Nguyện Chúa chớ chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Chấp tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. Cha ơi xin giá biệt cha lần cuối cùng. Cha ơi thôi mất rồi hình bóng cha yêu. Biết mây công đức sinh thành bóng mát che chở gia đình. Con mất rồi, con mất thật rồi người cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa.
cha ơi, xin dạ biệt cha lần cuối cùng. Cha ơi, tôi mất rồi hình bóng cha yêu. Biết mấy công đức sinh thành, bóng mát che chở gia đình. Con mất thật rồi, con mất rồi người cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Xin xa biệt cha lần cuối cùng, lần cuối cùng. Cha ơi, thôi mất rồi hình bóng cha yêu. Cha ơi, biết mấy công đức sinh thành, bóng mát che chở gia đình. Con mất rồi, con mất thật rồi người cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Bà cụ, ông cụ, bà cụ, thân sinh ra những người yêu của chúng ta, chúng ta thân thiết với nhau như người thì chúng anh em vượt công tác gì. Hôm nay Chúa thương Chúa đưa đến về thiên quốc, anh chị và các cháu đến để chia sẻ với gia đình và đọc kinh cầu nguyện cho chú. Hy vọng rằng những điều cuộc sống tốt đẹp của chú từ trước đến bây giờ sẽ vui lòng Chúa, và Chúa sẽ thương để đưa chú về hưởng phúc ngàn thu. Anh em chúng ta tuy sống yêu thương nhau, nhưng mà giờ này mỗi người một nơi cách biệt, chúng ta sẽ hy vọng rằng Chúa để cho chúng ta mãi mãi sẽ ở trong trên thiên quốc, tôn thờ trên Chúa. Chúa được chú được đi hạnh phúc, và nhớ cầu nguyện cho tất cả những anh em cũng như mình, và chúng tôi luôn luôn cầu nguyện để chú sẽ được hưởng phúc trước mặt Thiên Chúa. Chúng tôi cầu nguyện, tôi nhờ cầu nguyện nhớ ơn tất cả mọi người dù thương xót. Thank you.
người quanh đây xin giã từ một lần cuối. Về quanh đây mắt giọt lệ, lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi giã biệt lòng đây nát và lạy Chúa xin rũ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng tham ước phút giây này không phải tàn theo tháng ngày. Quanh đây xin vĩnh biệt người nằm xuôi, vành khăn tang xin ghi tròn hình hài mến thương. Từ nay thôi ông bà anh cùng em và tang thương thân mến, chúng ta biết rằng chúng ta đã từ Thiên Chúa mà đến trần gian, và khi qua khỏi cõi trần chúng ta lại trở về với Thiên Chúa. Duy thức gặp mặt nói với chúng ta, thân xác linh hồn con sẽ sắp rời căn nhà trần gian này để về ngôi nhà đời đời, sẽ điều bỏ thân nhân bạn bè để trở về với Thiên Chúa tổ thương. Trong giây phút đau buồn khi mà khuôn mặt thân yêu của linh hồn du xe vĩnh viễn không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa, chúng ta hãy nhìn lên Thiên Chúa và xin cho linh hồn du xe được sớm thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu, và xin cho chúng ta được gặp lại linh hồn du xe trong nhà cha trên trời. Xin xót thương con lạy Ngài, xin xót thương con giữa đời vực sâu. Từ trong gian truân hồn con khẩn cầu, xin xót thương con lạy Ngài, xin xót thương con giữa đời khổ sâu. Tội nhớ con đây theo ngày trong chất, làm con bao năm nỗi lòng cao ngất. Xin Chúa thứ tha trái tim cằn khô, khao khát Chúa như đất mong mưa về. Xin xót thương con lạy Ngài, xin xót thương con giữa đời vực sâu. Từ trong gian truân hồn con khẩn cầu, xin xót thương con lạy Ngài, xin xót thương con giữa đời khổ sâu. Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thê-sa-lô-ni-ca: Thưa anh em, về những ai đã ăn giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-xu đã chết và sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã ăn giấc trong Đức Giê-xu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-xu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta là những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã ăn giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời đụng xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng lời ấy mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Dưới đất cũng như trên trời, con là chúng con.
con xin chớ để chúng con xa chớ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Amen. Xin vinh biên mọi người, tôi ra đi trở về với Chúa của tôi. Xin vinh biên anh em, tôi ra đi theo tiếng gọi của người. Trả lại đất mẹ tấm thân này, xin từ bụi cho. Trả lại anh em bao tháng năm yêu thương đầy vơi, trở về với Chúa quê hương tôi hằng bao mong chờ, nơi tôi sẽ được sống muôn đời. Ta đừng quên nhau, xin đừng quên nhau. Xin vinh biên mọi người, tôi ra đi trở về với Chúa của tôi. Xin vinh biên anh em, tôi ra đi theo tiếng gọi của người. Trả lại đất mẹ tấm thân này, xin từ bụi cho. Trả lại anh em bao tháng năm yêu thương đầy vơi, trở về với Chúa quê hương tôi hằng bao mong chờ, nơi tôi sẽ được sống muôn đời. Ta đừng quên nhau, xin đừng quên nhau. Nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu từ trong cõi chết phục sinh, chúng ta hãy vui lên, tôi ra đi theo tiếng gọi của người. Trả lại đất mẹ tấm thân này, xin từ bụi cho. Trả lại anh em bao tháng năm yêu thương đầy vơi, trở về với Chúa quê hương tôi hằng bao mong chờ, nơi tôi sẽ được sống muôn đời. Ta đừng quên nhau, xin đừng quên nhau. Giờ đây, để tỏ bày tình thương cho người thân yêu, mỗi chúng ta hãy lấy đức tin mà an ủi nhau và cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện. Xin Chúa là Cha nhân từ dang rộng vòng tay yêu thương, đón nhận người thân yêu của chúng ta vào chốn thiên đàng mà Ngài đã dọn sẵn từ bao năm qua.
Thank you.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vào giờ thứ sáu, tối tăm bao phủ toàn mặt đất cho đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là: Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con? Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: Thì hắn gọi Elia. Một người trong bọn họ chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, quấn vào đầu cây gậy và đưa lên cho người uống mà nói: Để xem Elia có đến em hắn xuống không. Rồi Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở. Màn đền thờ sẽ ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với người, thấy người kêu lên và chút hơi thở như thế liền nói: Đúng thật, người này là con Thiên Chúa. Khi hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdalena, bà Maria mẹ ông Sa-tô-mê và bà Sa-lô-mê mua thức thơm để xuất xác Chúa Giê-xu. Và sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời vừa mọc, thì các bà đến mộ. Họ nói với nhau: Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi mộ cho chúng ta? Nhưng khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh, mà tảng đá đó rất to. Vào trong mộ, các bà thấy một thanh niên ngồi phía bên phải, mặc áo trắng, và các bà khiếp sợ. Người đó bảo các bà: Đừng sợ, các bà đi tìm Đức Giêsu Nazareth chịu đóng đinh. Người đã sống lại, không còn ở đây nữa. Đây là nơi người ta đã đặt người. Đó là lời Chúa. Thank you.
Bà Mẹ Giê-xu Kitô Chúa chúng con, khi từ miền đông đi chi khỏi, người cầm tay anh ta bẻ ra và trao cho các môn đệ mà tất cả các con hãy nhận lên mà vì này là người sẽ đi một
trong hoàng hậu thần bên vuông vô tưởng
người anh em này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau em, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm ơn Thần Cha về những ân thể dồi dào Cha đã ban cho tôi tới chân khi còn sống trong cuộc đời trong hoang mù. Khiến chúng con nhận thấy bằng chung lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy này Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu, mà mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô. Và như vậy chúng con sẽ cùng với người anh em này suốt ngày đêm Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn chúng sẽ được bình yên muôn đời. Lỗi lầm
thương con nên Ngài tao thắng, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Thân con là bụi đất, là bụi đất, đây con trở về, về bụi cho tìm tình yêu Chúa mà thôi. Chúa là suối nguồn tình yêu. Vì Chúa thương con nên Ngài tao tắm. Vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tao tắm. Vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội, xin Chúa nghe lời.
Lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạm vì những việc đã làm. Để như ở dưới thế, đức tin chân thành đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn chúa chiếu soi trên linh hồn Giuse. Chúng con trong cài rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức mẫu đồng xin hiện vinh sáng lan, và đưa chúng con ra khỏi sự đường sâu. Kính thưa quý vị các tôn giáo bạn, kính thưa quý đại diện chính quyền địa phương, tôi xin được đại diện trong tăng quyến chân thành kính gửi đến cha chính sứ, quý chức và quý vị lòng tri ân sâu xa và biết ơn vì trong suốt những ngày qua đã đến cầu nguyện, chia sẻ, an ủi động viên gia đình chúng con, và hôm nay lại đến dự lễ an táng và đưa tiễn người anh em của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đại biểu được biết đại biểu đã được chính quyền, đặc biệt đã được chính quyền địa phương giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để việc tổ chức an táng ông Giuse được tốt đẹp. Một lần nữa, gia đình chúng con xin ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp của quý của cha chính sứ và toàn thể quý vị. Trong lúc tăng gia bối rối, có nhiều sự sơ sót, kính xong xin cha và tất cả quý vị niệm từng tha thứ, gia đình chúng con xin đồng bái tạ. Thầm sâu tiếng hót xoan vang vọng kênh thơi, Chúa ơi dù thương giang cánh tay nhân từ đưa đón linh hồn về nơi trường sinh. Lạy Chúa, xin Ngài ghé mắt xem linh xa của chúng con nơi này, dâng về nơi vinh phúc hương niềm vui với Ngài nơi cõi trời. Từ nơi thầm sâu tiếng hót xoan vang vọng kênh thơi vòng vang kênh thơi, Chúa ơi dù thương giang cánh tay nhân từ đưa đón linh hồn về nơi trường sinh. Nguyện Chúa luôn rộng giang cánh tay đưa người thân yêu về nghỉ yên muôn đời, cõi trời xin đưa lối nguồn tình yêu suốt đời con ngóng đợi.
trong thói hư yêu hèn đam mê cùng với bao ê chề. Xin Ngài thương tha thứ, giữa hồn con trắng sạch như tuyết trinh. Từ nơi thầm sâu tiếng khóc than vang vọng cánh thôi vòng vang cánh thôi. Chúa ơi dù thương giang cánh tay nhân từ đưa đón linh hồn về nơi chiên. Rụi tàn khi buổi chiều hoang hoang.
sao.